Người xưa đã dạy rằng ai cũng có bài ca của mình soi sáng cho mục đích con người ta sống trên trái đất này. Khi tôi bắt tay vào làm việc vì mục đích mình đặt chân lên đất mẹ, tôi nếm được hương vị của hạnh phúc. Truyền thuyết cổ dạy tôi biết sẻ chia con ngài và trao tặng những gì mình có. Trao đi càng nhiều, trao đi càng nhiều, nhận lại càng nhiều. Trao đi rồi sẽ được nhận lại những gì đã gửi và còn nhiều hơn thế nữa. Người da trắng đã đặt chân lên mảnh đất của chúng ta. Họ mặc sức chiếm của chúng ta gỗ, thịt, lông động vật dày dạn, và họ không bao giờ biết nữa. Người da trắng rất tham lam, không dùng yêu thương để đạt được, họ dùng vũ lực. Và nhìn lên trời ước lượng vị thần của mình về tất cả điều này. Có lẽ suối phù thủy. Đầu thế kỷ 20, tại Nga đã nổ ra một cuộc khủng bố chính trị chống lại chính quyền sở tại. Để trả đũa, những kẻ khủng bố phải đối mặt với những điều kiện phi nhân đạo còn hà khắc hơn tại các thuộc địa lưu đày khu vực Đông Siberia. Hiện trạng vượt ngục trở nên phổ biến. Những kẻ đào thoát được gọi là người gùm, do liên tưởng đến những túi đồ dự phòng công kênh họ gánh trên lưng. Chính quyền đã đưa ra thông cáo mô tả các phạm nhân bỏ trốn. Người Cossack tại địa phương đã triển khai truy nã. Những lính đánh thuê này được dân làng nơi đây gắn mác thợ săn người gùm. Công việc thợ săn này được trả rất hậu hĩnh. Họ sẽ giao ra đôi tay bị cắt lìa của nạn nhân như bằng chứng đã trừ khử thành công. Cứ diêm, thế là thua cược rồi nhé. Mày đã nói là bắn thủng mắt cơ mà. Cược, súng còn chưa được căng chuẩn tầm ngắm. Kiểm tra xem, một thằng cục đó còn đập đậy kìa. Quay nó ra đây để tao xem nào. Không phải nó rồi. Thằng chó kia đâu rồi? Chưa đi xa được đâu, trốn đâu quanh đây thôi. Ignat, cứ chuẩn bị đôi tay của mày đi. Nhìn cũng giống y chang tay thằng chó đó.
Mày có mỗi một mắt nên còn cần tai làm gì nữa? Kiểm tra lóc giày của nó đi. Hannibal, hình như có thứ gì đó đang ăn thịt cháu trai mày. Tòng toi rồi. Cứ chờ xem, mày sẽ quen dần với cái chuyện này thôi. Không có gì. Người nó sạch trơn này, thằng da vàng. Tuần tra quanh đây đi. Hannibal, mang mấy thứ này lập tập về. Dạ rõ. Con kia rồi. Thằng này mà không chết, lúc băng xong mới là lúc đến nhà nó về sao? Lên ngựa thôi. Thằng này xong đời rồi. Ngu thật. Mày tìm thấy nó hả? Không. Chẳng biết nó chết đuối hay là bằng cách nào đó vượt qua được quay lại chứ. Đời nào. Mất to 100 rúp. 100 rúp. Mày bảo 100 rúp thôi mà.
Mấy người lắm lời quá rồi đó. Đồ nhỏ mọn. Mày thì khác quá gì con chó. Nhà tôi tàn như cái chuồng, bớt sủa đi. Đã đồng ý nhận một cục rồi, kiểu gì cũng có. Như thế mày sẽ an toàn hơn. Những người ta đã dặn không được đi xa hơn chỗ nước xiết mà. Ai thèm để ý chứ. Rừng Taga là của mọi nhà mà. Có còn mạnh người yếu thua. Nhưng đó là đất của bọn đào vàng, tụi nó sẽ giết mình. Ta sẽ cho mỗi người thêm 10 rúp. Thằng chó đó có gì đặc biệt sao? Hắn ta là tù chính trị. Đừng có lo. Trong lò còn có thêm đồ ăn. Cứ tự nhiên đi. Ông ở đây một mình sao? Phải. Con trai tôi, con trai tôi đã chuyển ra ngoài để kiếm việc ở đâu đó rồi. Tôi khát quá. Ông có để nước ở đâu không? Chờ đã, kiên nhẫn một chút. Tôi đã già cả lắm rồi. Là như vậy đó. Để tôi nâng ông lên. Không cần đâu. Tôi sắp chết rồi. Đừng mà cha xứ. Được cây thánh giá cho tôi cầm đi. Khi nào tôi chết, mặc đồ sạch sẽ cho tôi. Cứ thích hợp là được. Nghe đây. Tôi thấy anh không phải là người xấu. Khi nào con tôi trở về, kể hết cho nó nghe những lời tôi sắp nói với anh đây. Xin anh kể lại tất cả. Hãy làm người đàn ông tử tế. Tôi đã có được vận may không ngờ. Lâu lắm mới gặp Vasily. Chào mừng quay trở lại. Khỏi đi, cảm ơn. Không có anh tôi vẫn chống chọi được. Giờ một cả mắt là sau gáy hay sao? Từ xa đã ngửi thấy anh rồi. Rất nồng. Tôi biết mùi thuốc lá anh hút ra sao. Các thợ săn. Có gì gặp bạn cũ mà không vui lắm nhỉ? Bạn mà như anh thì không cần kẻ thù làm gì. Có tình cờ thấy ai đi ngang qua đây không? Nhiều người băng qua đây lắm. Và tìm là cuộc sống tự do. Tập không bị thái độ của mày. Rồi đó, trả lời đi.
Đi mà đòi bú mẹ, ta ta sẽ trả lời cho. Làm thằng chó lai này hạ quả đi. Để người ta yên. Giờ mày thấy cô nàng đi cùng nha. Nhưng không phải để cho mày. Sống ở tay ga sang chảnh ghê. Có cô ả kia, rồi còn bấy nhiêu thứ nữa. Thấy dẫn đi chơi tập về sao? Cẩn thận đi. Rồi có ngày mày cũng cùng chung số phận không chừng. Sống cùng một dòm trời mà. Vậy là mày không thấy ai chứ gì? Chắc là có thấy đó. Nhưng mà quên mất rồi. Nói dối nửa lời, mày chết với tao. Sao cứ đứng như trời trồng ở đó vậy? Xong rồi. Đưa tôi cái khăn. Anh là kẻ bỏ trốn. Tôi là kẻ tự do. Chỉ có Chúa được tự do thôi. Rót đi. Chố mắt nhìn cái gì vậy? Rót tiếp đi chứ. Đợi trói cho tôi. Tay tôi tê hết cả rồi. Sao tôi phải làm gì? Anh tiễn cha tôi đoạn đường cuối cùng, phải không? Là Chúa. Không phải, ý tôi là ông ấy được mặc quần áo sạch sẽ. Anh thấy ông ấy qua đời. Phải. Thế nên sau đó anh chỉnh trang giúp cho ông ấy. Phải. Ông có kể nghe chuyện không? Ông ấy có nhắc đến hầm mỏ gì đó ở làng Uma cũ. Đó là nơi ông ấy gặp kỳ ngộ. Có gì thôi. Cha anh đã tìm ra vàng. Ông nói nhiêu đó đủ cho tất cả mọi người. Không đợi nào. Ông ấy hứa hẹn chi phần cho một tên tội phạm đào tủ. Tại sao không? Tội nhân cũng là người mà. Phải, họ cũng là người. Anh thả tôi ra nha. Tôi có phải quá giật đâu mà. Cũng có nhiều loại lắm. Con người lắm kẻ còn ác hơn thú hoang nữa. Đứng lên nào. Đi thôi. Đi thôi. Anh đi bên đó. Đi thôi, đi thôi. Nấu cái gì ăn đi.
bên đó. Cha tôi làm đó. Tôi lấy cành thông phủ cho ông ấy. Ông ấy đã kể cho tôi nghe về cái hầm này lâu lắm rồi. Tôi vốn không tin ông. Chắc ở đó chẳng có gì. Hình như có mình ông là tin tưởng nơi ấy có chứa gì đó. Những cái dầm bình ra ở đó xem. Chắc mấy lâu ông ấy đã sửa lại tường cho kiên cố. Thế nên mới bị thương. Thôi đi đi. Ông ấy đúng là si mê đến ngốc rồi. Một thân một mình thì cả thế kỷ cũng chẳng xong. Anh đang vội về nhà phải? Tôi cần đến được chỗ đường tàu. Mọi người đang chờ tôi ở đó. Anh giúp tôi được không? Nếu anh giúp tôi dụ cái hang bị chặn kia, 4 ngày nữa là tôi phải có mặt ở đó rồi. Vậy phải cố chăm chỉ vào. Liệu có làm nổi không? Có. Tôi nhớ anh đến từ thị trấn. Có quen lao động kiểu này đâu. 2 ngày là tới được đường tàu. Nếu có tôi chỉ đường cho. Nhưng nếu anh đi một mình thì chỉ có bỏ mà. Được rồi, thành giao. Tôi sẽ chỉ cho anh lối tắt đi đến tự do. Tôi sẽ đi đường của tôi. Nhìn cái người này xem. Tôi tên là Pavel. Còn tôi tên là Vasily. Anh con cố cũng vậy thôi. Cô ấy ngốc lắm. Ngốc. Cô ấy cũng có tên mà. Có phải không? Là Ostia. Cô ấy phản ứng với cái tên đó. Cùng tưởng niệm vong hồn của cha tôi. Xin Chúa cho linh hồn nô lệ của cha được yên nghỉ. Anh đến được đây là may mắn của anh. Nếu không là họ đã biến anh thành một trong số những cái tập về đó rồi. Này, mang cho tôi ít bia cava. Tập về, ý anh là gì? Ở đây có một thằng khốn tên Kuzin, người cô sắc hay đại loại vậy. Khi nào có phạm nhân bỏ trốn thì nhiệm vụ chúng là đi bắt người. Nhưng chúng không rảnh đưa kẻ đào phạm băng thực Taga trở về đâu. Thế nên chúng sẽ bắt giữ họ, giết chết rồi cắt tay. Sau đó chúng treo ngược người chết lên mấy cây thông, để người người đều biết tác giả là ai. Đó là thứ mà chúng gọi là tập về. Tụi nó kiếm tiền nhờ tay người. Dịch vụ của người cô sắc là vậy đó. Chưa có ai thoát được khỏi tay cô gì. Có vậy thôi. Của mày đây, Kuzin. Chết tiệt. Là phải mua cái mũ lưỡi trai mới. Mua mũ mới thì dễ. Kiếm là cái đầu mới khó. Ơn trời là mày còn mạng đó. Không thể trông chờ đến lúc nó tự chết được. Lần đầu ra quân với bọn này. Mà trông điêu luyện ghê chứ. Sao lại cho tôi làm lần đầu? Hồi còn bé, tôi từng đi săn trùng xương với cha. Sao cả nay sừng tắm nữa? Như cứ thế thì không giàu nổi. Tôi từng thích một cô gái. Cô ấy còn không thèm nhìn loài ăn xin như tôi. Điều đó làm thay đổi mọi thứ. Cơ bản thì cũng giống nhau thôi. Có điều săn đào phạm thì lãi hơn. Mong là sớm bắt được nó. Rồi chúng ta lại được về nhà. Lo gì? Hắn ta không sống nổi trong rừng Taga đâu. Sẽ phải bò ra thôi. Không dễ thế đâu. Nghe nói hắn giết 2 lính đánh thuê rồi. Làm gì có chuyện quỷ thần thiên địa ư? Sao? Co đúng cả vào với nhau rồi. Thôi, đi ngủ được rồi. Thôi, đi ngủ hết đi.
Làm sao đến được đây? Băng qua đoạn nước xiết, chúng ta theo sát sau chân tôi. Phạm tội gì mà phải tới thuộc địa lưu đài? Anh biết để làm gì? Tôi tò mò thế thôi. Anh không uống nhiều rượu, anh khẳng định mình không cần vàng. Chắc không phải là anh bị ngu đó chứ? Khéo là gì? Chúng tôi nhập cô ấy về cùng vợ tôi. Anh nhập cô ấy về, mẹ cô ấy cũng theo chân. Một tội nhân giống anh đến đây, trong lúc bà ta còn đang trên đường, người đó đã bị đánh chết trong tù. Mẹ cô ấy bắt đầu sa vào rượu, kéo theo cô ấy đi hết quán trọ này đến quán trọ khác. Mẹ cô ấy bị cưỡng bức không biết bao nhiêu lần. Từ đó Ustia không còn nói nữa. Cô ấy giãy tay và ra hiệu, nhưng không cất tiếng nào. Còn nóng thì mau ăn đi. Hay là đưa cô ấy đi tìm bác sĩ, người ta sẽ giúp cho. Bác sĩ, chúng ta đang ở trong rừng Taiga đó nha. Là bác sĩ kim cha sứ, rồi vào nghĩa địa luôn. Rồi mẹ cô ấy ra sao? Mùa thu năm đó bà ta bị bóp cổ chết ở trong mấy quán rượu. Cũng đáng lắm. Con điếm, thứ duy nhất bà ta để lại cho con gái mình là một cái thánh giá rửa tội. Kéo lên nào. Đã gặp bạn cũ rồi. Các cô nàng cũng ở đây. Mày ở đây, ta đi báo cô gì. Anh nhìn coi. Thấy chưa? Anh nói hắn ta đang đẩy vàng à? Tốt lắm. Hắn đãi được nhiều chưa? Có kế hoạch gì không? Tôi đã định bỏ nghề rồi. Tôi không muốn bị đám tộc suy nghĩ giết một kẻ tự do. Bình tĩnh đã cô gì? Nói gì đi. Nếu chúng ta không khéo và kính tiếng, chỗ vàng đó sẽ vào tay ta. Thích thì đi mà làm. Tôi về nhà đây. Đưa phần của tôi đây. Đi nát chờ đã. Thằng khốn đó sẽ tố cáo chúng ta mất. Năm ngoái cũng có thằng trở về từ rừng Taiga, sông Peka, và người của anh ta đều bị cọc xuyên gần khu rừng nhỏ Stakina. Anh ta không có thì giờ đi phản bội chúng ta đâu. Lần sau buộc cho chắc vào, không là rơi vỡ đầu đó nha. Thằng đào phạm kia rồi, còn sống quay quẩy luôn. Còn trốn mắt ra làm gì? Ừ.
Sao cứ hành xử kiểu đó với người ta hoài vậy? Có phải việc của anh đâu. Ở đây tôi là Trùm. Lúc thì cho cà rốt, lúc thì cho gậy. Ước gì được ôm đống vàng đó trong tay. Rồi sau đó có tiền thì đi đâu cũng là người tự do. Cũng được giang tay chào đón. Tôi sẽ làm thương buôn dựng nhà. Tôi sẽ vào thành phố làm ăn lớn. Nhậu nhẹt đến nhặt túi thì có. Khẽ bị đám bàn hờ nó xử đẹp luôn. Là ai được chứ? Hay là anh? Cảm ơn. Tụi nó lấy đâu ra lá gan mà đồng đến thằng này? Tôi mà làm ăn ở đây thì giàu to. Tôi phải khởi nghiệp mới được. Thế mấy cậu tiền á tiền sự như anh, trả người ta 10 rúp là ngon rồi. Mấy người đó có quan trọng chết ở đâu đâu. Vợ tôi nấu đó. Bên trong có cà tỏi. Tôi đã bảo phải cho muối vô thịt bò rồi. Thế mà vẫn không linh hồn. Bà chỉ lợn thì biết nấu. Gã đào phạm ở cùng tụi nó kìa. Ra là vậy. Thế mà hắn dám nói với tôi là quên mất để gặp qua gã đó. Giờ thì hắn phạm luật rồi. Có họp làng để ra quyết định thì cũng là chúng ta có lời. Ngồi dở ta đào vàng đó không chịu từ bỏ thì sao? Người chết thì hết phát biểu chứ sao? Người ta biến đâu rồi? Ông ta đi xa rồi. Sao lại vậy? Đi đâu? Người còn đây mà. Chỗ mà ông ta ở giờ không cần ngựa đâu. Chuẩn bài. Ông ta đâu rồi? Ở đó hả? Đây nè. Ở đây. Thế thôi, tôi xong việc rồi nha. Mai lên đường. Làm gì mà vội vàng vậy? Hay là suy nghĩ lại đi. Ở đây làm chung cũng được mà. Thống nhất rồi còn gì. Tôi đi đây. Tùy anh. Tùy anh. Hình như anh đang chờ ai đến. Vừa rồi có thấy ai ở đó không? Không phải lúc nào cũng nhìn thấy chúng đâu. Tôi cảm nhận được tụi nó đã đến rồi. Tôi đi coi thử. Này chàng trai, cho xin ly nước, ly cuối trước khi lên đường. Dây thừng. Nghe tôi nói đi. Tôi sẽ băng qua sông. Tôi sẽ đi cướp ngựa của tụi nó. Không có ngựa ở đây là chúng nó chết. Chí ít thì cũng phải lượng. Nếu mặt trời mọc mà chưa thấy tôi về, mang theo vàng về làng tìm anh tôi. Mang cả gã này theo. Hàng chất lượng đó nghe chưa? Hiểu chứ? Chú phù hộ cùng.
mất dạng rồi. Má cha chúng nó. Đi rà soát chỗ đó thôi. Ở đây thì chỉ tìm thấy cháy. Đi tóm thằng đó đi. Chờ chút, đừng nói là đi qua cái đầm lầy này. Không có đường khác chắc. Thằng quỷ đừng bắn nữa. Đầm là gì mà mùi kinh hết hồn. Này gia già, đi xem thử coi. Không đi qua đây được đâu. Cái đầm này này có quỷ đó. Có vẻ con ả biết cách băng qua. Còn chúng ta thì chỉ hy sinh vô ích thôi. Đi vòng qua đầm đi. Đến đó là vừa đẹp. Cô Jin, đi thôi. Cảm ơn cô. Cô đã cứu mạng con. Cảm ơn. Chúng ta cứ như là phút với quỷ lùng Hobolin phải không? Thank you.
Chúng đã tới đây. Đến đi, Black. Ruba đây mà. Bảo đưa thuốc xuống đi. Bắt lửa bây giờ. Ăn đầy bụng quá đi. Suốt ngày chỉ có ăn, ăn, ăn. Đồ tham ăn. Có một bánh mì với ba chỉ heo thôi mà. Ba ngày liên tiếp. Ăn thêm mãi là ngõm luôn đó. Lúc sử thần ôn đó như giữ lại con ả, nó còn hữu dụng. Với cách này thì vô ích. Có vợ mất rồi, tôi cũng phải nuôi 6 cái tàu há mỏ. Tôi tuân thủ lời răn của Chúa. Không có chi, để ba thằng này chia nhau là được. Thằng cha vàng đâu? Chạy ba nó rồi. Không đâu. Thằng này nó giỏi chuyên môn lắm. Còn chó trung thành. Thank you.
Vì chúng nó thịt rồi. Chúa ơi, chắc có lẽ là đúng là bọn nó. Còn ai vô đây? Để ý ngựa cho nó. Đi thôi. Giờ sao? Gì hả? Cô thả tôi. Thả đi đâu? Tôi biết đi đâu bây giờ. Đi hướng nào? Sao? Mặt trời à? Tôi mà hiểu là chết liền. Đi theo tôi. Ở đây chẳng có gì đâu. Xem đi, quanh đây chỉ có thú hoang thôi. Sống như vậy thì có ích gì? Còn khổ hơn ở thuộc địa lưu đài. Có đầy xiềng xích hay không cũng đâu khác gì nhau. Sao? Cô đánh mất gì à? Mất cái thánh giá rồi à? Đi đâu đó không quay lại được đâu. Tôi chẳng hiểu nổi cô nữa. Đến đây là có cái kỳ cục làm sao đó. Được rồi, để tôi tự thân vận động. Cái thánh giá đây rồi. Kẻ hành hương cũng không thể ở xa được. Chúng mới rời đi thôi. Ngôi làng đã gần lắm rồi. Chúng ta sẽ không đuổi kịp đâu. Có một điều tôi không tài nào hiểu được. Chúng giống đang đi về ngôi làng. Làng ở hướng đó thì sao? Giống như là đi về hướng khác. Ra là vậy. Hướng về suối đá à? Chúng nó không cưỡi ngựa băng qua được đâu. Vậy rất tốt. Chúng nó không đi xa hơn suối đá được. Anh đi trước đi. Còn mày cầm cái túi kia theo sau bọn tao. Cho nổ đi. Chúng ta sẽ hốt chỗ vàng này cho mở tiệm tạp quá. Thế thì lại tốt quá. Im lặng đi. Sao vậy? Có quái thú à? Thằng chó kia rồi.
tao rệu rã lắm rồi. Cô Diêm, bớt cái mầm ăn lại, đi men theo bên bờ, tận dụng hướng đối diện. Được, sang phía đối diện, đi sâu xuống đi. Được. Дальше вниз пойдем. Воды! Mày ở lại đi. Nếu thằng đó xuất hiện nữa, bắn ngay. Đứng im không tao bắn. Dừng. Xong đời rồi. Mình đã có gấu kìa. Chết tiệt. Tôi đổ súng. Còn thằng kia, mày tưởng đi săn trộm xương à? Thằng chó này nữa. Cujim, mày đứng cương rồi à? Thằng chó nó trốn được là do nó chứ ai. Bỏ ra tao chết ngạt bây giờ. Sợ quá bính cả trong quần luôn hả? Đừng vào với nó nữa Cujim. Ở đây có gấu thật không chừng. Tính rồi không hơn dịch. Hãy kéo thằng ngu này theo. Giờ thì đi thu dọn đi. Tôi bắn rồi. Tôi bắn. Ủa cho nó.
Mày bị bắt rồi. Im lặng đi. Tao cũng như mày là tù nhân. Im lặng đi. Nặng lắm.
Cô đã thấy thứ muốn tìm chưa? Bên đó. Này cháu trai, mày đi coi thử. Ở đây không nhìn ra cái gì hết. Cẩn thận đó. Khoan đã, chờ chút đã. Đừng có chạm vào. Mickey, chờ đã. Có một thầy bói từng nói tôi đoạn mệnh lắm, cứ tưởng sẽ chết ở chiến trường nào đó chứ.
Thật không ngờ. Để làm gì chứ? Con người ta không nên thay đổi thế giới. Tôi không đi thêm được nữa rồi. Chua lắm. Không sao đâu. Chúng ta chỉ cần giữ mạng ra khỏi đây thôi. Chúng ta đến đây kiểu gì vậy? Cảm ơn cô nhiều lắm. Xin chào. Hừ đó nha. Cảm ơn. Phải ăn thật sao? Phải ăn thế mới có sức. Vết thương sẽ không đau đâu. Gặp Amakan rồi. Anh ta đã giết hai con chó giò miền. Tôi đã đặt bẫy. Chúng tôi thấy bẫy rồi. Và một con gấu.
А Макан là con gấu. Tôi đã để nó ở lại đó. Năm đó còn có một người đàn ông. Anh ta bị sập bẫy. Giờ là anh khỏe rồi. Амакан lớn lắm. Mai đi cùng mang theo anh ta nữa. Tôi phải đi đây. Ông có biết đường ray ở đâu không? Ông giúp được tôi không? Còn bọn tôi, ông giúp tôi giúp ông. Vậy thì hãy nghe đây. Đưa Амакан đã. Амакан забирать будем. Потом я. Rồi tôi sẽ chỉ đường cho. Дорогу показывать буду. Ở rừng Taiga đừng sợ thú làm gì. Ở rừng Taiga phải biết sợ người. Thú rừng sẽ chạy đi thôi. Đi tìm xung quanh thử đi. Có ai ở đây không? Tôi này đang tìm một thằng đào phạm và một con bé đi cùng. Guzim, nhìn đi, ta vừa thấy xong. Đây là đồ của ai? Thằng đó đâu? Này tém tém một chút đi. Cô ấy đang bụng lớn đó. Mày thần bảo hộ, vào trong tìm đi. Trong này mùi đáng sợ quá, không ngó vào trong được, mùi nó khiếp lắm. Uốn con ngoan. Biết ta định làm gì không? Ta sẽ xẻo nó thành từng mẫu trước, rồi sau đó đến mày. Hết đứa này tới đứa khác, như làm thịt thỏ vậy. Đã rõ chưa? Này, mày định sống cả đời trong cái ổ heo nặng mùi này sao? Cái gì đó? Đi ra. Đi ra ngay. Nhìn nè, bọn ta tìm ra con nhãi rồi. Thằng chó chắc kẹp bất tư rồi. Thằng đó đâu? Thằng đó đâu? Cái này là của mày. Con bé ngớ ngẩn đó. Vì chết, thằng kia đã bỏ đi rồi. Con mối đường đây để tìm thử thôi. Ra đó là tóm được nó. Cái vàng nữa. Chờ chút đã, Кузи. Mày bảo là đường đây à? Chắc không được ném mạng ra đó đâu. Bắt con bé này, đưa nó về nhà Форд. Làm gì cũng được 100 rúp. Nó có đường đột cũng không sao. Làm ngành này thì cần gì đó. Sao mày hào phóng vậy? Mày mệt rồi hả? Mày nói 100 rúp kìa. Lại chúa, thế không tốt bụng lắm đâu. Mày cứ đi đường mày. Nhưng tụi này không sẵn lòng chia đâu. Đừng giết tôi, chúng ta sẽ chia đều. Đúng như thỏa thuận. Tôi không có bí mật nào cả.
Được rồi, cứ tạm ngậm mồm vào đã. Đừng có dở trò, rõ chưa? Vậy là xong, con buộc phải phạm tội. Xin Chúa tha thứ cho linh hồn tội đồ này. Đi thôi con ngu. Đi thôi. Đi. Đi. Đúng rồi, như thế. Lại đây. Lại đây. Không. Người da trắng thật là khác biệt. Cứ đi mãi kiếm tìm vàng, rồi lại dâng hết vào cho thần thánh. Tưởng làm gì là cứu rỗi được linh hồn mình. Ai da trắng cũng nghĩ thế, da chết cũng vì thế. Thánh thần của họ lại không hề biết gì. Lại đi nào.
Đúng như vậy. Và rồi hồn người cứ lang thang mà không thấy bóng dáng vàng hay thánh thần đâu hết.